quán vậy? Chuyện ai chứng quán? Dạ, chú đây là sao? Chuyển đi quán rồi, chuyển đi, chuyển đi, chuyển đi. Dạ, chú đây là sao? Chuyển đi, chuyển đi, vậy tiếp. Ừ. Đi tiếp. Đi tiếp này, để đi. Có 20 giây à. Em chào anh. Dạ em. Thì anh đã xem qua cái CV của em rất là tốt, thì không biết liệu em có thể làm ở công ty hay không. Dạ em rất cảm ơn công ty đã nhận em. Nhưng em xin phép rút lại CV của mình, bởi vì em thấy môi trường ở đây nó không thuận tiện cho việc di chuyển của em. Em mong anh thông cảm cho em. Không sao, cảm ơn em. Chúc em có thể kiếm được công ty thích hợp với em. Dạ vâng, cảm ơn anh. À, tôi mới tới. Ủa, nghe nói ông đi xin việc làm phải không? Như thế nào rồi? Tôi vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp với mình. Vậy thôi, tham gia cùng tôi dự án xã hội do UPSHIFT tổ chức đi. Ít nhất mình cũng làm được một điều gì đó tốt cho cộng đồng. Ok, vậy cũng được. Okay. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về việc thành lập nhóm để thực hiện dự án của nhóm mình. Thì các bạn thấy các bạn ai có ý kiến gì không? Với cái dự án xây dựng thư viện điện tử trên sân khiếm thị á, thì không biết các bạn có đề xuất cho cái tên là nó phù hợp với dự án này không? Dạ em có một cái đề xuất, không biết có phù hợp hay không, nhưng mà em thấy là cái tên Bà Đất Tiền Quai á thì nó có vẻ hay. Cái năm nghĩ như thế nào khi mà nhóm chúng ta đặt cái tên này? Bà Đất Tiền Quai Tiền và Trắng. Trắng đen. Khá hợp lý. Thầy nghĩ rất là hay. Thấy hay nha. Rồi vậy mình thống nhất vậy nha. Black and white. Hai ba. Black and white. Các bạn đã tìm hiểu nguồn tài liệu mình sẽ lấy từ nguồn nào chưa? Dạ hiện tại thì tụi em đang dự định là sẽ tới trung tâm sáng mai và các bạn sinh viên để xin tài liệu kiện. Chị muốn cho mọi người thấy được lợi ích của dự án này, những giá trị mà dự án có thể mang lại cho cộng đồng. Các em có làm được những điều đấy không? Dạ được. Họ sẽ cơ hội. Người này mới có mấy con ngày hôm nay. Nhờ sếp em có một công việc rất ổn định và đúng là công việc mà em hằng mơ ước. Thì em rất tin là bây giờ này là để không ốp sếp. Và thứ hai nữa là em muốn một câu chuyện của mình để truyền giữa và làm cho mọi người. Vì em nghĩ em không để cao bản thân mình, nhưng mà em thấy ngoài kia thì có thể rất nhiều người họ sẽ lấy được cái hạn của em mà họ sẽ tạo động lực cho họ. Thì thế em đó là hai lý do em muốn làm cái video này. Đó là cũng có một người rất là nhiều đã đến hỗ trợ em ngày hôm nay. Sau 3 tháng triển khai dự án thì nhóm chúng tôi đã đạt được những thành tựu nhất định. Hơn 1.300 lượt truy cập, hơn 200 tài liệu để được chỉnh sửa phù hợp với người khiếm thị. Dự án tiếp cận hơn 50 sinh viên khiếm thị, 12 cộng tác viên hỗ trợ dự án. Sau khi hoàn thành dự án, tôi may mắn được gặp ông Colin Blackwell, giám đốc công ty Enablecode. Okay, so it looks like you're qualified to work here at Enablecode. Would you like a job here? Anh Colin nói là có vẻ là bạn phù hợp với công ty chúng tôi, thì không biết là bạn có muốn gia nhập công ty chúng tôi hay không? Tôi rất ao ước một công việc phù hợp với bản thân của mình, và tôi thấy Enablecode là một môi trường rất là tốt, và tôi sẽ rất là hạnh phúc nếu được trở thành thành viên của Enablecode. He said that he always have a dream to have a job that suits his ability, and he thinks that Enablecode has a good environment for him. So he would be really happy to be one of the member of Enablecode. Okay, that's great news. I'm sure you'll do very well. So welcome to the team. Thank you, sir. So we've got some new ideas on when we're doing proposals for mobile applications. There's a new bit of software out there, which I've just discovered.
which allows us to quote a lot quicker on them. So we're just putting in the rough parameters of it, and then it's going to come up fairly quickly generating quotes. Okay, and the next one, as we know, we're all going up to Maya's wedding later on this week, so we're going to be in a bus together, going up to our hometown, which is going to be great fun, I'm sure. Everyone's going to have a good time. People aren't going to get too drunk and rowdy, but it should be good anyway. So we're really looking forward to that, again, as a team together on that one. That'll be great. Yeah.